Thông tin Nguyễn Thị Khanh bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội trốn thuế vào ngày 17 tháng 6 năm 2022 vừa qua đã được một số báo đài phản động, thiếu thiện chí liên tục đăng tải. Trên Việt Tân Facebook một kẻ có bút danh Ngọc Thu lớn tiếng kêu gào, các tổ chức bảo vệ môi trường áp lực cộng sản Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Thị Khanh, rõ thật là chiêu trò kêu thay khóc mướn của một thành phần cơ hội chính trị. Để làm rõ những luận điệu lu loa, cố tình chính trị hóa vụ án, thế cần nhìn nhận vụ án trốn thuế này giữa góc độ pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế ngày 9 tháng 2 năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Thị Khanh, 46 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội trốn thuế. Nguyễn Thị Khanh là giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, được biết đến là một tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập vào năm 2011, với đường hướng hoạt động là để nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng, tham gia tư vấn, góp ý về các lĩnh vực quy hoạch. Năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch hay cung cấp nước sạch và điển hình trong số đó là tư vấn cho việc cắt giảm năng lượng điện than và tăng cường năng lượng điện gió, điện mặt trời ở Việt Nam thời gian qua. Việc một số cá nhân đứng đầu một trung tâm mang tính chất là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, mang hình hài của một dạng xã hội dân sự mà bị khởi tố và kết án về hành vi trốn thuế như Nguyễn Thị Khanh vốn dĩ là rất bình thường, trong bối cảnh số lượng các công ty mang danh phi lợi nhuận có vốn đầu từ từ nước ngoài không ngừng tăng lên, đặc biệt đối với lĩnh vực an ninh năng lượng mà Nguyễn Thị Khanh đã lập ra khoảng hơn 10 năm qua. Ai cũng đều rõ, thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của nhà nước đối với các tổ chức cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước vì lợi ích chung thuế được dùng để làm nguồn thu vào ngân sách nhà nước từ đó thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất công cộng phục vụ cho người dân trong đó một phần sẽ được sử dụng để cải tạo môi trường Sau đó nguyễn thị khanh và green id trốn thuế là hoàn toàn sai trái cần bị xử lý theo pháp luật cũng cần nói thêm lâu nay việc những người nổi tiếng thế giới trên nhiều lĩnh vực bị bắt bị phạt tù vì tội trốn thuế không phải là chuyện lạ điều đó cho thấy rằng không phải cứ người nổi tiếng thì không có hành vi vi phạm pháp luật vậy thì liệu một người nổi tiếng được gọi là anh hùng môi trường như bà nguyễn thị khanh có thể trốn tội khi đang sinh sống tại một nhà nước pháp quyền hay không câu trả lời là không thể và dù bà khanh là ai có nổi tiếng như thế nào thì trước pháp luật đều bình đẳng như bao công dân khác vì vậy việc kêu gọi hay gây áp lực để trả tự do cho tội phạm nguyễn thị khanh vì hành vi trốn thuế là hành vi sai trái và rất vô lý can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của việt nam ngọc thu lại bày trò tung tin ca ngợi bảo vệ cố tình tô hồng hành vi trái pháp luật của đối tượng vi phạm pháp luật rồi xuyên tạc bóp méo sự thật để công kích trông phá chính quyền đáng phải lên án bác bỏ